Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một công trình do EC Lancap thiết kế và thi công. Với diện tích 600m², chúng tôi đã thiết kế hồ cá 200m khối, diện tích sân vườn 400m². Đây là hệ thống thác nước của hồ cá. Hệ thống thác nước này sẽ được tạo nên từ những cái vật liệu như là các viên quậy tự nhiên này, được tuyển chọn rất là kỹ, những cái viên thác tràm rất là đẹp. Hệ thống cây thủy sinh này, những cây này có thể sống được tốt ở trong nước. Cái thác nước này thì sẽ tạo oxy rất lớn cho hồ cá. Đấy, những con cá nó có nhiều oxy. Đây là cây tùng La Hán, một trong những cây cảnh rất là phù hợp với lại cái không gian của hồ cá. Như cây tùng La Hán này thì có tuổi đời rất là lâu. Nó có tuổi đời là khoảng 30-40. Các cái nghệ nhân tạo tác thành những cái dáng thế rất là phù hợp. Như cây đây gọi là cây tùng La Hán dáng hoành. Đấy, đua ra bờ hồ nó rất là tự nhiên. Đây là một chiếc đèn đá bằng chất liệu đá muối tiêu, được đục và tạo tác theo đúng kiểu đèn đá của Nhật, được tạo tác hình dáng là mặt hoa. Đấy, cái mặt của nó là hình tròn và được tạo tác rất là tỉ mỉ. Bông hoa này, chân quỳ này, đó, các cái đèn này thì là buổi tối là sẽ có ánh điện ở trong đây, đó, rất là đẹp. Đèn thì cao 1,5 m, đó, rất là lớn, đèn rất là lớn. Đây là lầu trà, được thiết kế rất là tỉ mỉ, chất liệu là gỗ lim, rất là chắc chắn. Đây là hồ cá với thể tích là 200m khối, chiều sâu là 1,6 m. Đấy, nước rất là mát cho việc là nuôi cá coi. Đấy, các bạn thấy là đàn cá rất là khỏe. Xin giới thiệu với các bạn, đây là hệ thống lọc nước drum. Hệ thống này sẽ lọc cặn và tự động thải cặn ra bên ngoài. Công suất của máy drum này là 200m khối trên giờ. Đấy, như các bạn thấy là nước sẽ được lấy từ hồ cá và lọc qua cái màng inox rất là nhỏ, mắt lưới rất là nhỏ của cái drum này. Đó, sau đó là cặn sẽ được xịt ra bởi cái hệ thống pep xịt nước này và đi ra cống. Đó, cặn toàn bộ cặn sẽ được đi ra cống. Đây là những cặn bẩn của bể cá. Đấy, sau chu trình lọc của drum ấy thì tiếp tục đến khoang này, gọi là khoang lọc động, sẽ được để hai cái vật liệu lọc, đó là biochip và canet. Đấy, được sục bằng cái hệ thống oxy này. Hệ thống này còn được gọi là hệ thống vi sinh hiếu khí.